các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng về tin đồn ngoại tình với trợ lý. Có người nói chúng tôi cặp kè nhau, mua nhà, qua mặt vợ, Lê Dương Bảo Lâm bức xúc nói. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn Lê Dương Bảo Lâm có tình cảm trên mức bạn bè với trợ lý nam, lý do là bởi cả hai luôn dính như sam và có những cử chỉ thân thiết với nhau. Trước dư luận ồn ào, nam diễn viên hài bức xúc và đăng clip phản bác thông tin sai sự thật. Theo đó, Lê Dương Bảo Lâm khẳng định không có chuyện anh ngoại tình, phản bội vợ như những lời thêu dệt trên mạng. Nghệ sĩ chia sẻ, thật ra những clip TikTok, các trang của Lâm đều do bạn làm hết, có nghĩa là cả hai hỗ trợ qua lại. Lâm chỉ dạy bạn kinh nghiệm làm nghề, bạn quay dựng video cho Lâm. Những bạn trẻ nào có tài năng, có sự cố gắng, Lâm đều hướng dẫn tận tình. Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm còn tiết lộ những ngày mẹ vợ qua đời, Hải Vót chính là người ở nhà túc trực, ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm của gia đình. Anh chia sẻ lúc đó, vợ chồng anh hoàn toàn không có tâm trạng làm việc gì. Chính trợ lý là người đã ở bên để hỗ trợ, giúp anh thông báo tình hình đến với người hâm mộ. Tôi thấy Hải Vót là người có tài năng nên muốn hỗ trợ. Sau đó, có người nói chúng tôi cặp nhau, mua nhà, dám dẫn Hải về quán nước mà qua mặt vợ, quá nhiều lời đồn. Lê Dương Bảo Lâm bức xúc nói. Vì thế, anh quyết định lên tiếng đập tan tin đồn. Ngoài Hải Vót, Lê Dương Bảo Lâm còn giúp đỡ một bạn trẻ khác là Trân Kaka. Đây là chàng trai hát kẹo kéo, sở hữu giọng hát hay nhưng chưa nổi tiếng. Quán quân Cười Duyên Việt 2015 đã đưa chàng trai này hát ở đám cưới Puka, Diên Tuấn Kiệt tại Đồng Tháp, giúp anh được nhiều người biết đến và có thêm show diễn. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ thời gian đầu bước chân vào showbiz, anh gặp không ít khó khăn, rất vất vả mới tạo dựng được tên tuổi như ngày hôm nay. Đó chính là lý do mà nam diễn viên luôn sẵn lòng hỗ trợ các bạn trẻ yêu nghệ thuật, có đam mê nhưng chưa có cơ hội phát triển. Gần đây, Lê Dương Bảo Lâm vướng tin đồn yêu Hải Vót vì TikToker thường xuyên đồng hành cùng nam diễn viên trong nhiều sự kiện, kể cả đám cưới của Puka, Diên Tuấn Kiệt ở Đồng Tháp, hôn lễ của diễn viên Phương Lan. Trước khi lên clip giải thích chuyện liên tục xuất hiện cùng Hải Vót, nhiều người bình luận Lê Dương Bảo Lâm ngoại tình như sao lại mặc đồ đôi ở đám cưới của Puka thế kia, quan hệ của hai người này là như thế nào nhỉ? Sao tôi thường xuyên thấy hai người này xuất hiện cùng nhau? Lê Dương Bảo Lâm hiện là một trong những nam diễn viên đông fan trên mạng xã hội, nhưng anh cũng nhiều anti-fan. Mỗi bài viết của anh đều hút vài chục nghìn lượt tương tác, bình luận. Tại tiệc cưới của Puka và Diên Tuấn Kiệt trong tháng 11, nam diễn viên quay nhiều video cập nhật tình hình tiệc cưới, clip nghệ sĩ Việt quậy trong tiệc cưới viral. Anh còn quay video hài hước, tạo xu hướng là tặng bao tiền lẻ trong đám cưới Puka, Diên Tuấn Kiệt. Trong đám cưới Diên Tuấn Kiệt Puka tổ chức ngày 16 tháng 11 tại Đồng Tháp, Lê Dương Bảo Lâm đã tặng cô dâu chú rể 10 cọc tiền tờ 2.000 đồng. Nhận món quà nặng ký này của đàn anh, Puka và Diên Tuấn Kiệt đều có biểu cảm dở khóc dở cười trên sân khấu. Dù chưa biết tổng số tiền mừng của Lê Dương Bảo Lâm là bao nhiêu, nhưng sự công phu khi đổi tiền và bọc thành từng cọc thế này khiến nhiều người hâm mộ. Lê Dương Bảo Lâm sinh năm 1989, được biết đến sau khi đoạt giải quán quân Cười Duyên Việt mùa đầu tiên và tham gia hàng loạt các bộ phim điện ảnh, game show truyền hình ăn khách. Vào tháng 4 năm 2017, Lê Dương Bảo Lâm lên xe hoa cùng Quỳnh Quỳnh. Sau 7 năm tìm hiểu và có 3 con đủ nếp đủ tẻ, Hải Vót tên thật là Phạm Duy Hải, quê ở Thái Bình, là một TikToker, diễn viên thuộc sân khấu kịch Hồng Vân. Anh từng gây sốt với đoạn clip quỳ gối cầu hôn bạn gái bằng 100 ly trà sữa trên đường phố. Trong gõ cửa thăm nhà, Hải Vót cho biết Lê Dương Bảo Lâm đã cho anh ở nhờ ngôi nhà 7 tỷ đồng. Anh Lâm bây giờ ở Đồng Nai luôn, anh hay hỗ trợ mấy bạn trẻ giống như em mới vào nghề. Anh bảo là có bạn thì cứ dắt lên nhà anh ở, tiện quay gì thì quay, nam TikToker tiết lộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.